Hòa Lạc được xác định quy hoạch thành đô thị khoa học công nghệ và đào tạo. Mục tiêu chính là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút di dân. Hòa Lạc được gọi là một cái đô thị vệ tinh quan trọng, sở dĩ dựa trên một số cái cấu trúc như sau. Đó là những cái hạt nhân, đó là khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hòa Lạc, vân vân. Thì với cả những cái trung tâm về sản xuất, nghiên cứu công nghệ cũng như trung tâm giáo dục đào tạo thì Hòa Lạc được kỳ vọng là một trong những đô thị vệ tinh quan trọng nhất của thủ đô. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn còn rất xa. Điển hình là dự án Đại học Quốc gia Hà Nội do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2003, dự kiến hoàn thành vào năm 2015 với quy mô khoảng 1.000 ha. Ngoài 13 trường đại học như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Đại học Giáo dục, Đại học Luật, còn có các trụ sở viện khoa học, bệnh viện, ký túc xá hay trung tâm thể thao, nhưng tất cả chỉ ở trên bản vẽ. Đô thị vệ tinh muốn phát triển phải có một quá trình. Quá trình đấy cũng phải dựa trên sự phát triển của các hạt nhân. Chính là như tôi vừa nói, đó là khu công nghệ cao, đó là Đại học Quốc gia. Và dần dần khi những cái hạt nhân đó phát triển thì đô thị mới dần dần hình thành cấu trúc của nó. Đã quá 2 năm so với tiến độ hoàn thành, thế nhưng những gì hiện diện trên dự án mới chỉ có khu nhà khách Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, dãy nhà dành cho chuyên gia. Để phục vụ nhu cầu học tập là một dãy nhà cao 5 tầng, tuy nhiên cả một khu vực rộng lớn này không hề có một bóng sinh viên. Ngôi trường ở đây là gọi là khu ký túc xá, mà gọi là trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh của Đại học Quốc gia Hà Nội, là thường xuyên là đón học sinh của các trường đại học thuộc phạm vi thuộc là của Đại học Quốc gia Hà Nội để về học một cái môn giáo dục quốc phòng. Theo dự án ban đầu năm 2010, sẽ có 3 trường đại học tiến quân lên khu Đại học Quốc gia, đó là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa học Sư phạm và Trường Đại học Công nghệ. Và đến năm 2015, toàn bộ Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chuyển lên đây. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thành phố đại học dù là một ý tưởng tốt đẹp, nhưng vẫn nằm trên những bản vẽ.